Chào mọi người, hôm nay Nguyên làm cái clip này để chia sẻ với mọi người về cách ghép lan lên gỗ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn gỗ. Đây là cái gốc gỗ nhãn mà Nguyên đã chuẩn bị. Ở miền Bắc thì nó có cái loại gỗ lũa để ghép lan, nhưng ở miền Nam mình thì kiếm cái gỗ lũa này rất là khó. Chúng ta có thể sử dụng gỗ nhãn hoặc là gỗ vú sữa để chúng ta ghép lan. Đây là hai cái loại gỗ mà nó rất là lâu mục. Đầu tiên thì khi chúng ta có những cái gốc cây như thế này thì chúng ta mang về, rồi chúng ta sẽ tách cái vỏ nó ra, tách cái vỏ nó ra để chúng ta lấy cái phần thân thôi. Bởi vì nếu chúng ta để vỏ thì khi mà chúng ta ghép lan lên thì cái rễ lan nó bám lên cái vỏ, rồi cái vỏ nó tróc ra thì cái rễ lan nó cũng bung ra luôn, cái cây lan nó sẽ rớt. Cho nên là chúng ta sẽ tách vỏ ra để lấy cái thân này thôi. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ chuẩn bị lan. Đây là cái lan rừng mà Nguyên đã chuẩn bị. Khi chúng ta mua lan về thì chúng ta sẽ cắt tỉa những cái rễ hư, rễ thối, rồi chúng ta cắt tỉa những cái lá mà nó bị dập trong quá trình vận chuyển. Sau đó thì chúng ta sẽ để khoảng một ngày để cho cái lan nó thích nghi với cái điều kiện thời tiết ở cái khu vực nhà của mình. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ngâm kích rễ. Thì chúng ta ngâm kích rễ bằng cách là sử dụng cái chế phẩm Hùng Nguyễn để chúng ta ngâm dưới nước. Thì với cái liều lượng là 1 ml Hùng Nguyễn này, chúng ta ngâm với 1 lít nước. Chúng ta sẽ ngâm trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Sau khi ngâm xong, chúng ta vớt ra, chúng ta treo ngược lên thế này. Chúng ta treo ngược khoảng 3 ngày. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghép lan lên gỗ. Thì cái lan này đã được xử lý xong và cũng đã được treo ngược 3 ngày. Bây giờ thì Nguyên sẽ tiến hành ghép lan lên gỗ. Thì để ghép lan lên gỗ thì chúng ta phải chuẩn bị, thứ nhất là cái rêu. Đây là cái loại rêu rừng để chúng ta giúp cho cái rễ lan nó có cái độ ẩm khi nó chúng ta ghép vào trong cái gỗ. Rồi chúng ta chuẩn bị dây. Dây này chúng ta cố định cái rễ lan lên gỗ. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái đồ bấm kim này để chúng ta thực hiện. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ coi cái thế của cái gốc cây này để chúng ta ghép mà các cái rễ lan lên sao cho nó đẹp. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng xem cái cách ghép lan lên gỗ ha. Đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị một cái miếng rêu thế này, nó vừa với cái gốc của cái dề lan. Chúng ta đặt lên trên cái gốc cây, rồi sau đó chúng ta sẽ để cái dề lan lên, rồi chúng ta dùng cái dây này, chúng ta sẽ cố định lại để cho cái dề lan nó dính như thế này lên cái gốc. Sau khi chúng ta cố định thì cái dề lan như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái dề đầu tiên.
như vậy là cái về đầu tiên chúng ta ghép đã xong, chúng ta sẽ thực hiện cái về thứ hai. Ta cũng chuẩn bị một miếng rêu, chúng ta đặt lên cái gốc cây, chúng ta sẽ đặt cái về làng lên. Các cái kim để cố định cái dây lan. Đó, như vậy là xong. Chúng ta chuẩn bị một ít rêu rồi chúng ta để lên. Rồi chúng ta để cái dây lan lên. Chúng ta cố định lại. Vậy là xong. Đã xong tiếp cái về thứ ba. Rồi chúng ta cũng tiếp tục như vậy cho các cái gì này còn lại. Chúng ta sẽ có được một cái gốc cây được ghép các cái về lan. Khi mà cái các cây lan này nó phát triển, nó ra các cái mầm mới, nó phát triển nhiều ra, thì chúng ta được một cái tác phẩm gốc cây ghép lan rất là đẹp. Sau khi chúng ta ghép xong thì chúng ta được một cái tác phẩm như thế này. Giờ thì chúng ta để gốc cây vào trong chậu mát và tưới kích rễ với chế phẩm Hùng Nguyễn 5 ngày một lần. Sau khi lan ra rễ và ra những mầm mới thì chúng ta sẽ được một cái tác phẩm lan rất là đẹp. Chúc mọi người sáng tạo ra nhiều cái tác phẩm lan đẹp hơn và thỏa cái niềm đam mê chơi lan của mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Tạm biệt mọi người.